đam mê, chỉ có đam mê mới có hơn 2 giờ đêm. Chỉ có đam mê. Trời tối đen như mực. Nhiệt độ ngoài trời lúc này là 15 độ. 15 độ, độ ẩm 70. Thời tiết lúc, thời gian lúc này là 2 giờ 4 phút. 2 giờ sáng. Nếu như tắt điện. Để vào này cho nó có cảm giác như con mẹ đang u nó. Ừ. Một ngày rưỡi chia ra khỏi quả trứng, một ngày rưỡi các bạn phải để chân nó vào những cái để nó bám được, thế thì nó mới không bị hỏng chân. Đến ngày thứ 2 các bạn phải để giữ nhiệt cho nó. Rác như con mẹ u nằm im như con trâu con. Gà nữa, nước, đèn tạo nhiệt. Lúc này các bạn phải sử dụng đèn, đèn sau khoảng 3 tiếng các bạn bỏ cho mớm cho chim ăn, bạn sờ vào chim vẫn thấy ấm. Ok, nhưng cái giai đoạn này các bạn đậy kín như này thì nó sẽ thiếu độ ẩm, khô làm cho con chim khát nước. Khó đúng không? Khi bạn để ý là cái phân của nó đẹp mà nó tiêu được hết. Sau khi nở khoảng 10 tiếng là các bạn
phải bón cho nó ăn. Việc này rất là khó khăn, các bạn không có kinh nghiệm không thể làm được cái điều này, tôi khẳng định luôn. Kệ nó, tự nó sẽ xoay được. Tự nó sẽ xoay mà, nhưng các bạn phải để vào nòng trong cái bát con, tự nó sẽ xoay ngửa rồi nó lại úp úp rồi nó ngửa, kệ nó. Nhưng các bạn để ra ngoài này nó sẽ ngửa mãi, nhưng mà để trong bát con nó sẽ không ngửa. Điều này do mình quan sát 2 tiếng hồ mình phát hiện được quy luật như vậy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh chim của gái này.